Tại sao khi uốn tóc cùng một kiểu trước đây thì đẹp nhưng mà bây giờ không được như thế? Anh em ạ, cuộc sống này là vô thường. Và vô thường thì nó luôn luôn biến đổi và không có lúc nào giống lúc nào cả. Kể cả là một người thợ quen đi chăng nữa. Đấy thì có thể người ta uốn lúc này nó rất là đẹp, anh em cảm thấy rất là ưng. Nhưng một thời gian sau anh em uốn lại vẫn là cái người thợ đấy, nhưng mà cũng có thể nó khác. Nó khác thứ nhất là cái cách người ta làm có thể nó khác một chút thôi, nó cũng có thể nó khác, hoặc nó khác ở cái chất tóc của anh em. Chất tóc của anh em trước kia có thể là nó rất là khỏe, nó rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ cái chất tóc của anh em có thể là anh em đã làm qua hóa chất, hoặc là chất tóc của anh em do môi trường gì đó cũng có thể nó khô hơn rồi. Chỉ cần nó khác một cái yếu tố nhỏ như thế thôi, nó cũng có thể là nó không giống như trước đây rồi. Hoặc là trước đây khi mà thợ người ta uốn tóc cho mình ấy, thì có thể là chỉ có làm cho một mình thôi, hoặc lúc đấy nó ít khách thì thợ người ta có thể là tập trung hơn một chút. Nhưng mà bây giờ thì có thể là đông khách, hoặc người ta đang bận một cái gì đó, cho nên là người ta không thể nào tập trung hoàn toàn cho mình được 100%. Cho nên đó cũng là một cái yếu tố nhỏ mà ảnh hưởng đến cái tóc của chúng ta nhé. Ngay cả bản thân mình cũng thế thôi, mình cũng có rất là nhiều những khách quen, nhưng mà đôi khi có thể là hôm nay cắt cho họ nó ok như này, nhưng mà lần sau thì có thể nó sẽ khác nhẹ nhẹ lên một chút, chứ không phải lúc nào nó cũng giống 100% như lúc nào. Hay là kể cả cái người khách đấy lần trước mình cắt cho họ, họ về nhà họ biết sấy, họ để ý sấy rất là đẹp, nhưng mà về nhà lần này mình cũng cắt như thế, nhưng mà về nhà có thể là người ta bận bị, người ta không sấy được, hay người ta không tạo kiểu được gì đó, hay là người ta quên đi những cái kiến thức lần trước người ta đã tạo kiểu như thế nào, thì người ta cũng cảm thấy rằng cái tóc của người ta nó không đẹp như trước đây. Cho nên mình làm cái video này không có cái biện pháp nào để mà có thể xử lý được cái vấn đề đấy đâu, bởi vì như mình nói lúc đầu ở video, cuộc sống này là vô thường, có một cái mà chúng ta cần phải chấp nhận đó là không phải lúc nào nó cũng giống như lúc nào. Và anh em cứ đừng nghĩ rằng à, tóc mình lần này đi uốn gặp anh thợ này thì chắc chắn nó cũng như giống như lần trước, không có chuyện đấy đâu. May mắn thì giống, còn nếu mà không thì kiểu gì nó cũng sẽ lệch lạc lên một chút, ít nhiều lệch lạc lên một chút nhá. Cái đó là chúng ta cần phải chấp nhận. Mà không riêng gì uốn tóc đâu, anh em làm bất cứ một cái dịch vụ gì nó cũng thế thôi, thì đều có những cái sự khác biệt hết qua từng cái quãng thời gian khác nhau. Cách duy nhất để mà chúng ta cải thiện cái tình trạng này là hãy cố gắng thay đổi bản thân mình, cũng như là thay đổi nhiều kiểu tóc khác nhau, cũng như là trau dồi cho mình thêm nhiều những cái kiến thức cần thiết để mà mình luôn luôn có được một cái mái tóc đẹp nhé. Chứ thay vì mình chơi những kiểu tóc mới thì mình cứ ngồi đó mình tiếc rằng trước đây mình đẹp thế mà bây giờ nó không đẹp như này, thì như thế nó rất là mất thời gian, bởi vì cuộc sống này là vô thường mà, nó luôn luôn biến đổi.